Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nếu như các bạn nào đã bấm đăng ký kênh của em rồi thì không còn xa lạ với cái kênh của em nữa. Thì cái kênh của em thì chuyên bán về mai vàng, mai con, cũng như các loại mai cây giống trong nước cũng như ở ngoài nước. Thì hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái lô giảo Hữu Đức để mà mình chưng Tết. Cái loại này thì quấn nhiều kiểu rễ khác nhau và đang cho nụ rất là nhiều. Giống như cái cây phía trước mắt các bạn đang xem nè. Đây là một cái kiểu quấn rễ. Em quay gần cho các bạn xem cái kiểu rễ nha. Mỗi cây mỗi kiểu. Thì cái rễ của nó là nổi lên hết trơn luôn rồi. Quay hình như nó bị hơi bị mờ. Nè các bạn thấy rõ rồi đúng không? Đó, ngon ba. Mỗi cây mỗi kiểu quấn rễ khác nhau, nó đều nổi lên như vậy, nó rất là đẹp. Và cái thân mắt kép của mình thì đã liền cốt rồi nha. Nè các bạn thấy không, cái nụ nó ra đây nè. Nên là Tết thì nó cái loại này thì mình sẽ thay qua một cái chậu đá đẹp, cái dĩa trái bần hoặc là cái chậu đá nào mình yêu thích đó, mình để trên bàn trà của mình thì trưng rất là đẹp luôn. Bàn trà, bàn làm việc gì đó cũng được. Thì là từ miệng chậu lên thì cái cây của mình nó cao từ 2 cho đến 4 tấc. Giống như cây phía trước mắt các bạn, đây là cây này là cao 3 tấc. Từ miệng chậu đi lên thì là cái mắt ghép của nó đã liền luôn nha cả nhà. Thì các bạn cứ thử tính đi. Một cái nụ thì nó ra khoảng là 4 đến 5 cái bông. Mà một nhánh như vậy á, thì là không có dưới 10 cái nụ. Thì một cái cây như vậy thì Tết thì mình cũng có ít nhất là khoảng 2-3 hơn trên 30 cái bông để mà mình ngắm thôi nha cả nhà. Em bán một combo 5 cây như vậy là 300.000. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Cái lô này thì được ghép là giảo Hữu Đức. Giảo Hữu Đức thì cái bông nó to, nó 12 cánh mà cái cánh nó thẳng. Các bạn nhìn nè. Cái nụ nó đang ôm rất là nhiều. Cái loại này thì mình dùng để mình chưng Tết năm nay nha. Và mỗi cây mỗi gốc mỗi dáng được tạo rễ đẹp nha cả nhà. Em quay cho các bạn xem nha. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau. Thì khi mình mua như vậy thì một combo như vậy thì chỉ có 300.000 thôi. Là em bao phí.